Nhi thánh thể của chúng ta lơ là trong việc học, bỏ bê trong việc thờ vượng, và đôi khi còn quên mất Chúa trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là Chúa Giêsu thánh thể của chúng ta, mà chúng ta là thiếu nhi thánh thể. Thiếu nhi thánh thể là phải yêu mến Chúa Giêsu thánh thể, mà đôi khi đời sống đức tin của chúng ta bị lơ là. Vậy thì cha chia sẻ với con như vậy, đó là cái tình trạng hiện trạng đức tin của chúng ta ngày hôm nay là như vậy. Nhưng mà vậy thì thử hỏi nguyên nhân nào làm cho cái việc đấy bị giảm sút? Nguyên nhân nào? Thưa, đó là các nguyên nhân đầu tiên là tại bản thân người đó. Thứ hai là nguyên nhân từ gia đình. Nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân từ các giáo xứ. Nguyên nhân thứ bốn là từ xã hội. Từ chính bạn trẻ đấy, và từ gia đình, từ giáo xứ và từ xã hội làm cho đời sống đức tin của những người đó bị giảm xuống. Vậy thì từ chính bản thân người đó bị gì? Bị những căn bệnh của chủ nghĩa. Căn bệnh đầu tiên mà chúng ta thường hay ảnh hưởng, có thể các con chưa thấu hiểu điều đấy, nhưng mà chúng con nói ra các con sẽ thấy ngay. Căn bệnh đầu tiên là tự do, thích làm gì thì làm. Mỗi người chúng ta thường hay để ý vậy, chúng ta thích làm gì thì chúng ta tự động chúng ta làm. Tức là đôi khi bố mẹ chúng ta nhắc nhở chúng ta, giáo hội nhắc nhở chúng ta phải đến với Chúa, đến với Thánh Thể, đến với việc cầu nguyện. Đến giờ này chúng ta phải là đang hiện diện tại đây để chúng ta học giáo lý. Mà tôi bảo không thích tự do, thích điều gì tôi làm, hôm nay tôi thích đi chơi game, thích đi nghịch nọ, điều kia. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên. Hay là chủ nghĩa cá nhân của chúng ta cũng vậy. Chỉ sống cho mình thôi, không phải sống cho cộng đoàn. Đôi khi chủ nghĩa cá nhân là đôi khi các con sống cho chính mình, các con thôi, cảm thấy niềm vui gì chúng ta sống cho mình, chứ không sống cho gia đình, sống cho cộng đoàn, sống cho giáo xứ. Các con cứ để ý trong cuộc sống của chúng ta, có những cái chúng ta không phải sống cho mình nữa đâu, mà sống cho cha mẹ, sống cho anh chị, sống cho những người xung quanh. Đấy, ví dụ như cha, các cha đây, hay các ông bà quản trương quản giáo lý viên đây, đôi khi có những lúc không phải sống cho cha, mà là sống cho các con, sống cho giáo hội, sống cho Chúa Kitô. Để rồi đôi khi có những cái điều hữu trả như là đến giờ dâng lễ rồi, đến giờ đi thờ rồi. Nếu chúng ta sống cho mình thì chúng ta phải ngủ thêm. Nếu chúng ta sống cho mình thì chúng ta phải là chơi đi làm điều nọ điều kia ở chỗ khác. Nhưng mà ta sống với cộng đoàn thì ta phải là gì? Dâng thánh lễ, đến học giáo lý, đến với cộng đoàn của chúng ta. Đó, vậy đấy, đấy là các chủ nghĩa. Rồi chủ nghĩa hưởng thụ. Bây giờ chủ nghĩa hưởng thụ của chúng ta rất là nhiều. Đôi khi chúng ta thích hưởng thụ cái điều này, hưởng thụ điều kia, muốn ăn uống, muốn giải trí. Nhưng mà chúng ta, cái giải trí đấy nó đôi khi nó lại không đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc. À, chúng ta chơi thể thao đó rất là đúng. Giờ đấy là giờ trầu của chúng ta, giờ đấy là giờ cầu nguyện của chúng ta, giờ thánh lễ của chúng ta, thì chúng ta đi chơi thể thao nó không hợp lý chút nào. Hưởng thụ đó. Rồi còn chủ nghĩa duy lợi nữa thôi. À, chủ nghĩa duy lợi nghĩa là đôi khi tất cả những cái vơ vào chúng ta hết, đòi hỏi đời sống của chúng ta được hưởng thụ được cái lợi ích gì. Chủ nghĩa duy lợi nghĩa là chúng ta đi thờ, đi lễ, đi học giáo lý có được lợi, được tiền, được của, đi đạo có được cơm, được gạo, được cái điều nọ điều kia hay không. Ấy, những cái chủ nghĩa đấy làm ảnh hưởng đi vào đời sống của chúng ta. Đó, cha chia sẻ qua như vậy để chúng ta thấy những cái chủ nghĩa đấy làm cho đời sống của chúng ta nó bị đè nặng, nó bị trì trệ, nó bị làm cho đức tin của chúng ta một ngày bị giảm sút đi. Đó, rồi chủ nghĩa tương đối. À, bên cạnh đó chúng ta có cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa tương đối. Cái gì cũng chung chung thôi. Cái gì các bạn cũng là, ôi giời, nó cũng giống nhau cả. Đạo nào cũng là đạo nào. Đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, đạo nào cũng tốt. Có phải vậy không các bạn? Chủ nghĩa tương đối là như vậy. Đạo nào cũng là đạo. Đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành. Vậy thì chả cần phải theo đạo công giáo làm gì. Đạo Phật, đạo nọ, đạo kia cũng giống nhau hết. Không phải như vậy. Không phải tương đối như vậy. Các bạn ở đây năm đầu ngón tay còn có con này khác, con kia khác mà. Năm bạn ở đây còn có năm bạn này khác, bạn kia khác. Bạn này đẹp trai hơn, bạn này to cao hơn, bạn này có cái điều nọ điều kia hơn. Năm mớ rau các bạn thấy còn có mớ rau này, mớ rau khác. Có mớ rau nào là sạch, ngon, bỏ. Nhưng mà
mà có bắt rau thì toàn thuốc xì sâu, toàn điều nọ điều kia. Vậy thì cái chủ nghĩa tương đối làm cho cuộc sống của chúng ta bị trì trệ, mất cái giá trị cuộc sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta không còn nhấn mạnh đâu là cái giá trị cuộc sống của chúng ta nữa. Đấy, cha chia sẻ với các con một chút cái điều như vậy. Thứ hai là nguyên nhân là từ gia đình của chúng ta. Đôi khi từ gia đình của chúng ta thì nguyên nhân làm giảm sút đức tin đó là ông bà cha mẹ của chúng ta. Đôi khi đức tin của ông bà cha mẹ của chúng ta cũng hời hợt, không có thực tế là yêu mến Chúa, mà là đi theo cộng đoàn, đi theo là thấy ông bà cha mẹ đi lễ thì mình đi lễ, ông bà cha mẹ đi đạo thì mình đi đạo, ông bà cha mẹ giục chúng ta thì chúng ta đi. Đấy, ông bà cha mẹ làm ảnh hưởng đến bố mẹ của các bạn, rồi thì từ bố mẹ các bạn lại ảnh hưởng đến các bạn. Hay là đôi khi gia đình của chúng ta, bố mẹ các bạn thì đi làm ăn nhiều quá, từ sáng đến 10 giờ mới về, chả để ý, chả quan tâm gì đến xem đời sống đức tin của các bạn, thờ lễ, cầu nguyện, học giáo lý như thế nào. Đó cũng là một cái làm ảnh hưởng đến đời sống đức tin của các bạn. Đấy là từ gia đình. Ảnh hưởng thứ ba là từ giáo xứ. Giáo xứ cũng vậy, kể cả An Châu chúng ta chưa chắc đó phải là một môi trường tốt để giáo dục đời sống đức tin của chúng ta tốt. Tuy là có cha xứ, tuy là có trương quản giáo lý viên, tuy là có mọi cái hoạt động, có nhà giáo lý tốt, nhưng mà chưa chắc đã phải là môi trường hoàn toàn tốt. Có tốt rồi, cha về đây cho thấy là tốt rồi, nhưng mà đôi khi có những cái chưa ổn. Ví dụ như cha phụ tá đây chịu trách nhiệm về việc giáo lý của các bạn, chưa thực sự hy sinh, chưa thực sự là có khả năng để hướng dẫn, hay là các tổ chức lớp của các con ở đây nó chưa được hoàn thiện như chính tòa, như An Lạc, như nhiều nơi khác, để chúng ta có phương tiện tốt để chúng ta học hành giáo lý. Đó là cái đời sống môi trường đức tin của chúng ta. Hay là các cái tổ chức của chúng ta không được như các giáo xứ khác, đó là vì có thể là các cái lịch trình học tập nó được tốt hơn. Một phần nào như vậy, nhưng mà bên cạnh đó, cha về đấy cũng cảm thấy là được như thế này cũng là tốt lắm rồi, so với ở một môi trường như thế này. Không phải là dễ dàng được như thế này, mà là sự bao nhiêu vất vả từ quý cha đến quý thầy, quý sơ, và đặc biệt là trương quản giáo lý viên đồng hành với các bạn một cách rất là tốt đẹp. Nhưng mà cha đang muốn là đôi khi trong cuộc sống chúng ta muốn cầu toàn, muốn tốt hơn nữa thì chúng ta cũng chưa phải là tốt. Nên là đời sống của giáo xứ của chúng ta cũng ảnh hưởng đến đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Nguyên nhân nữa là xã hội. Xã hội cũng làm cho đời sống của chúng ta, các bạn đi ra ngoài đường xã hội kìa, họ không có thờ Chúa, họ chỉ có là thờ tiền. Thờ như gì tối hôm qua cha nói với các bạn chia sẻ thánh lễ đấy. Thờ cái gì? Thờ cái tri thức, thờ cái bằng cấp. Họ chỉ nhấn mạnh cái bằng cấp thôi, còn tất cả mọi cái là không để ý đến. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto có nói, con người chúng ta muốn trưởng thành lên thì phải là có hai cái cánh. Một là cái cánh gì? Đức tin. Hai là cái cánh tri thức. Hai cái cánh nó phải được nâng cao thì con chim nó mới bay cao được. Ngoài xã hội họ chỉ nhấn mạnh cái gì thôi? Tri thức. Không nhấn mạnh đến đời sống nhân bản, không nhấn mạnh đến đời sống giá trị của một tâm linh, của một con người, thì đôi khi chúng ta cũng bị ảnh hưởng điều đấy. Đó, cha chia sẻ qua một chút như vậy để chúng ta thấy có bốn cái ảnh hưởng đến đời sống đức tin của chúng ta. Đó là cá nhân chúng ta này, gia đình chúng ta này, xã hội này, rồi giáo xứ. Nói lại, đầu tiên là cá nhân đến gia đình, thứ ba là giáo xứ và xã hội. Bốn cái nhá, bốn cái nguyên nhân đấy chúng ta biết ngay trong đời sống. Vậy thì chúng ta phải muốn trở nên tốt thì chúng ta phải củng cố đức tin như thế nào? Muốn củng cố đức tin thì chúng ta phải củng cố bốn cái điều đấy thôi. Bốn cái nguyên nhân thì bây giờ ta củng cố lại bốn cái đó, để cho bốn cái nguyên nhân đấy được trở thành tốt thì chúng ta không còn bị lệ thuộc bởi là những cám dỗ ngoài xã hội nữa. Thứ nhất là củng cố, đầu tiên là củng cố về đời sống bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta thì Chúa mời gọi chúng ta điều gì, thưa các bạn?
Như lời Đức Giáo Hoàng Benedicto và Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói, các con hãy chăm chỉ đến với Chúa, đến với giáo hội, đặc biệt là đến với lời Chúa và đến mình máu Thánh Chúa, để mỗi ngày chúng ta được gặp gỡ Chúa. Cá nhân, đời sống cá vị đối với Thiên Chúa. Nếu mỗi người chúng ta hằng ngày hằng giờ đến với nhà thờ này, cho dù không có cộng đoàn, một mình chúng ta cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể để xem Chúa mời gọi chúng ta điều gì. Các con đi học ngoài xã hội, chúng con làm một cái bài toán rất là khó, vậy thì các con đến với nhà thờ thinh lặng để chính Chúa sẽ tác động, Chúa giúp cho chúng con, để các con sẽ giải được những bài toán khó như vậy. Không biết có các bạn nào làm điều đấy không? Cha đã được đụng chạm cái điều đấy rồi. Khi đụng những bài toán khó mà khi cha ôn thi đại học cảm thấy không được, thì cha ngồi đấy thinh lặng cầu nguyện cho Chúa, trước Chúa. Rồi một cách nào đó Chúa sẽ mặc khải, Chúa sẽ giúp cho chúng ta cái điều đấy, giải được cái bài toán đấy. Thinh lặng cầu nguyện để xin ơn Chúa, và qua đó chúng ta được gặp gỡ Chúa, giúp cho đời sống của chúng ta được một trưởng thành hơn. Khi cái điều đấy, khi chúng ta gặp gỡ Chúa hàng ngày, gặp để Chúa gỡ cho chúng ta những cái trắc trở trong cuộc sống, những cái bất hạnh trong cuộc sống, những cái đau khổ trong cuộc sống. Ví dụ chẳng hạn như các con mà gia đình bố mẹ các con đang lục đục với nhau, có đến riêng tư cá vị với Chúa Thánh Thể đây, quỳ trước Chúa Giêsu bảo Chúa ơi, bố mẹ con đang trục trặc với nhau như vậy, xin Chúa soi sáng để bố mẹ con yêu thương nhau, để qua đó chúng con cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng con. Vậy thì đấy là cái riêng chúng ta mời gọi của Đức Giáo Hoàng, mời gọi chúng ta phải có đời sống cá vị với Chúa qua việc cầu nguyện. Cái thứ hai là mời gọi chúng ta phải là đối với gia đình của chúng ta. Những người cha, người mẹ trong gia đình phải là chăm chỉ cầu nguyện, đạo đức sốt sáng, để rồi với đem lại giá trị cho đời sống con cái của chúng ta, qua việc nhắc nhở, qua việc dạy bảo, qua việc đồng hành, qua việc làm gương của những người cha, người mẹ. Như cha kể cho các con lời của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II, khi Ngài mới 9 tuổi thì Ngài đã mất mẹ. Rồi 2 tuổi nữa là 11 tuổi, Ngài đã mất người anh cả, chỉ còn một người cha, và người cha rất là đạo đức. Ngài nói rằng khi Ngài thức dậy giữa đêm hôm, Ngài thấy người cha một mình quỳ dưới đầu giường để cầu nguyện lâu giờ. Một người cha quỳ dưới gầm đầu giường để cầu nguyện, xin ơn lành của Chúa. Rồi qua cái cầu nguyện đấy, đánh động tâm hồn của con trẻ là Thánh John Paul II. Và qua cầu nguyện, chìm sâu trong cầu nguyện đấy mà là ảnh hưởng đến cả cuộc đời của Đức Giáo Hoàng. Đấy là một ngày Đức Giáo Hoàng cầu nguyện đến 4-5 tiếng đồng hồ. Mà Ngài làm biết bao nhiêu việc mà suốt ngày, đôi khi họ quỳ, Ngài quỳ trước Thánh Thể Chúa để cầu nguyện, để xin ơn để Chúa. Vậy thì cái đời sống đức tin của Ngài xuất phát từ đâu? Từ gương lành của một người cha đạo đức. Vậy thì chúng ta không phải cái điều này là nơi chúng ta, mà là nơi cha mẹ chúng ta. Vậy thì muốn được như vậy thì các con hãy cầu nguyện cho cha mẹ của chúng ta. Đôi khi chúng ta còn phải nhắc nhở cha mẹ của chúng ta: bố ơi, mẹ ơi, đến giờ đi lễ rồi, bố mẹ phải đi lễ, con đi trước đây tí bố mẹ đi lễ nhá, nếu bố mẹ không đi lễ chốc là con phải cầm roi con quất. Có bạn nào dám nói vậy không? Không, các con không cầm roi bằng thật và quất, nhưng mà các con quất vào trái tim của bố mẹ các con rất là đau, vì đáng nghĩa bố mẹ không con phải nhắc nhở cái đời sống đức tin cho con cái, mà chính các con lại nhắc nhở cho đời sống đức tin của cha mẹ chúng ta. Vậy thì không phải các con cầm cái roi mây mà thật, mà các con cầm cái roi tâm hồn các con đang quất vào trái tim của cha mẹ chúng ta, thì qua đó cha mẹ chúng ta đạo đức hơn. Đó, rồi giáo xứ chúng ta cũng vậy. Đôi khi cái đời sống của giáo xứ khi đã tổ chức điều nọ điều kia, thì các con cố gắng nhiệt tình, nhiệt tâm để qua việc tổ chức giáo xứ chúng ta được hứng khởi của những người phục vụ. Ví dụ cha về đây thấy các con nhiệt tình ngồi lắng nghe như vậy, thì trên đây cha cũng phải cố gắng là chia sẻ cho nó cái giá trị, hay là soạn bài cho nó nghiêm trang, hay là muốn tổ chức cái gì đó cho các con cảm thấy vui vẻ. Hôm nay mua 50 cái kem mà các con không ăn cái nào, lần sau cha có mua được không? Chẳng bao giờ cha mua nữa. Mà hôm nay ăn 50 cái, có con là tranh nhau mỗi đứa, nhiều khi thiếu
cho bạn mút một cái, bạn này mút cái, bạn kia mút một cái, giống như thời các cha. Thì cha cảm thấy là các con hứng khởi, cảm thấy niềm vui, lần sau các con cha phải mua không chỉ 50 cái mà là mỗi người một cái hoặc hai cái. Cha nói trêu đùa như vậy, nhưng mà tất cả mọi cái khi các con hứng khởi thì các con làm điều đấy nhá. Rồi đặc biệt là ngôi trường xã hội cũng vậy, chúng ta phải cầu nguyện cho xã hội ngày hôm nay họ nhận ra tình yêu của Chúa, qua đó mới giúp cho chúng ta được cái giá trị đời sống của chúng ta. Đấy, vậy thì cha chia sẻ một chút như vậy về đời sống đức tin của chúng ta. Đức tin rất là cần thiết để cho đời sống của chúng ta được trưởng thành, được lớn lên. Vậy thì môi trường xã hội ngày hôm nay rất là khó cho các con, nhưng mà các con hãy kiên tâm, kiên vững và sống cái tinh thần của giáo xứ của chúng ta. Cha tin tưởng rằng sau này các con lớn lên, bay cao, bay xa ngoài xã hội, các con không bao giờ mất đức tin được, vì đức tin của các con là đức tin cá vị, bản thân mình yêu mến Chúa, chứ không phải là vì cha mẹ để lại đức tin, vì cha mẹ rửa tội cho tôi mà tôi đi theo Chúa. Không phải, không chỉ là như vậy, mà là vượt lên trên, là chính tôi yêu mến Chúa thật lòng. Đó. Rồi các con có hỏi một câu hỏi gì không? Không còn nhiều thời gian đâu, tí của cha Trịnh nữa cơ. Đấy, hôm nay chúng ta xuất phát muộn mất hơn 20 phút. Rồi, xin mời con. Rồi, vừa rồi chúng ta đã nghe phần chia sẻ về đề tài đức tin trong đời sống của giới trẻ. Bạn nào có câu hỏi muốn đặt thì chúng ta sẽ đặt luôn. Con thưa cha là để chúng con giới thiệu Chúa cho mọi người, giới thiệu đức tin cho mọi người không biết Chúa, thì xin cha chỉ cho chúng con cách đơn giản nhất được không ạ? Rồi, cảm ơn con. Nếu con hỏi câu là các con muốn giới thiệu Chúa cho người khác, hay là giáo xứ chúng ta muốn giới thiệu Chúa cho người khác, thì bằng cách nào? Đơn giản nhất. Thưa, khi chúng ta muốn giới thiệu Chúa, tất cả mọi cái tâm hồn của chúng ta, giáo xứ của chúng ta, gia đình của chúng ta phải được bình an, niềm vui, thì chúng ta mới đem cái niềm vui đấy giới thiệu cho người khác được. Niềm vui đấy nó xuất phát từ tận đáy lòng của chúng ta, chứ không phải niềm vui đấy là từ cái niềm vui bên ngoài. Vậy thì muốn giới thiệu Chúa cho người khác thì chính bản thân chúng ta phải có Chúa. Như bây giờ cha nói với các con ấy là phải được đụng chạm thần linh, hay là được gọi là cá nhân cá vị của chúng ta. Khi chúng ta có Chúa rồi, được gặp gỡ Chúa rồi, được khi gặp một Chúa rồi thì Chúa tháo gỡ cho chúng ta tất cả mọi điều, thì chúng ta cảm thấy niềm vui trong đời sống. Khi đó các con đi xin ve chai, chúng con tươi cười với người khác. Khi con đã quét cái sân nhà thờ, con cảm thấy hạnh phúc với người khác, mà các con đoàn kết yêu thương nhau, thì khu xóm của chúng ta, những người chưa biết Chúa, họ bảo là tại sao cái giáo xứ An Châu, tại sao các bạn tình nguyện viên ở giáo xứ An Châu này, họ nhiệt tình, nhiệt tâm, họ vui vẻ, họ sống hòa đồng, mà bên cạnh đó họ nhiệt tình, nhiệt tâm như vậy mà họ vẫn học giỏi ngoài xã hội. Thì họ đặt vấn đề ở nơi đó. Ví dụ như cha đây cũng vậy thôi, một cái bài giảng của cha trên nhà thờ mà rất nhiều người lắng nghe, họ im phăng phắc, họ lắng nghe lời chia sẻ của cha, thì tự động là họ đặt vấn đề là tại sao một ông linh mục trẻ, một ông là học rất là dốt như vậy mà lại được nhiều người bên dưới lắng nghe, nhiều người quy tụ về đây lắng nghe, làm sao cha bằng ông chủ tịch tỉnh, ông chủ tịch huyện. Họ nói đôi khi bên dưới họ chỉ là nhắn tin điện thoại. Vậy thì cái gì ở trong tâm hồn của cha đây? Chính là chính lời của Thiên Chúa. Bình an của Chúa đang hành động ở nơi cha. Thì cái điều đấy là các con đang rao giảng niềm tin, rao giảng đức tin của chúng ta cho những người xung quanh. Một cách đơn giản nhất như vậy. Nghe thì nó hơi là trừu tượng, nhưng mà nó rất là cụ thể. Khi chúng ta được bình an, đón nhận được ơn lành của Chúa, thì tự động những người xung quanh họ sẽ đặt câu hỏi là tại sao các con lại hy sinh như thế này, mà các con vẫn là học giỏi, vẫn là chăm ngoan, vẫn là tuyệt vời trong giáo xứ. Thì người ta đặt vấn đề đấy, thì lúc đó người ta sẽ đến câu hỏi là vì họ có Chúa, vì họ có đức tin. Đó, cảm ơn con, được chưa con? Vâng, chứ còn cảm ơn câu hỏi đầu tiên cũng như cảm ơn câu trả lời của cha. Rồi, còn bạn nào chúng ta có câu hỏi gì muốn giải đáp về cái đề tài đức tin trong đời sống của giới trẻ nữa không? Những người là đặt câu hỏi khó là các thầy thường hay nói, những người đặt câu hỏi khó là những người đấy là thôi không nói nữa, ở đây không hỏi. Con thưa cha là con có một câu hỏi, đó là làm thế nào để đức tin của những người trẻ như chúng con trở nên lớn mạnh và vững vàng hơn? Rồi, cảm ơn con. Làm thế nào để đức tin của chúng ta một ngày một lớn mạnh hơn?
Đó, thì thứ nhất là muốn làm như thế nào thì bây giờ cha nói này, chúng ta phải giải tỏa bốn cái nguyên nhân. Đầu tiên là một nguyên nhân cá nhân của chúng ta. Nếu xã hội chúng ta, bản thân cá nhân của chúng ta đang sống trong cái môi trường là môi trường các chủ nghĩa, 6-7 cái chủ nghĩa lúc nãy cha nói đó, thì bản thân chúng ta phải hiểu về cái chủ nghĩa đấy thế nào. Ví dụ ở cái câu của bên nước cạnh bên chúng ta, đó là muốn chuột mèo nào thì mèo, miễn là bắt được chuột. Khi chúng ta hiểu điều đấy thì chúng ta có sống tinh thần đấy không? Câu này hơi khó các con đúng không? Muốn mèo nào thì mèo, nhưng mà miễn là bắt được chuột. Mèo trắng mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột. Nghĩa là cái gì họ đạt được cái mục đích, cho dù cái phương tiện đấy là cái gì đi nữa, khi các con hiểu được đấy thì con không bao giờ làm. Ví dụ chả như là các con kiếm được tiền, một ngày các con 200.000 một ngày, nhưng mà các con đòi hỏi là bắt buộc phải kiếm được 200.000, phương tiện gì cũng được. Có thể là các bạn là làm điều xấu, ví dụ như là bán rau thì các con là phun thuốc hóa chất vào để cho nó tươi đẹp để bán được 200. Đấy là cái mục đích chúng ta, mục đích đó. Rồi thì chúng ta củng cố bằng bốn cái kia, đời sống đức tin, đời sống cá vị chúng ta với Chúa là các nguyên nhân đấy, đời sống gia đình của chúng ta và đời sống xã hội, giáo xứ của chúng ta, môi trường tốt như vậy. Thì chúng ta, nhưng bây giờ cha nói các con phải cầu nguyện cho, hay là những người có trách nhiệm như các cha, các thầy, các sơ, hay là mọi người trong giáo xứ, phải là mỗi người chúng ta phải có cái củng cố đời sống đấy, thì làm cho các con, đức tin của con một ngày một trưởng thành hơn. À, nhưng nguyên nhân đầu tiên phải chính bản thân chúng ta có lòng yêu mến cá vị đối với Chúa. Cha nhấn mạnh đầu tiên là cá vị đối với Chúa, nghĩa là hằng ngày chúng ta cầu nguyện, là chúng ta phải đến đây chúng ta tự cầu nguyện với Chúa, thì nó giá trị hơn là người khác cầu nguyện cho chúng ta, ngồi một mình nói chuyện với Chúa. Rồi, vâng, chú Anna, cảm ơn phần chia sẻ của cha rất là nhiều.